Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Long Learn Less Learn. Chúng ta đến với phần cuối cùng của cái đề thi học kỳ 1 lần này của chương trình tiếng Anh lớp 7 sách giáo khoa mới. Phần này là liên quan đến nội dung viết của chúng ta, như thầy đã nói. Rồi, vậy thì đầu tiên của phần luyện viết chúng ta ngày hôm nay á là liên quan đến một cho một câu sẵn này. Đó các bạn nha. Và việc của chúng ta là chúng ta viết lại câu. Đây, ví dụ thế này. Người ta trồng cà phê ở Brazil, thì cà phê được trồng ở Brazil, thì chúng ta biến đổi nó thành một câu khác, từ câu chủ động biến thành câu bị động này. Vậy thì câu bị động này các bạn viết sao? Thầy giúp các bạn nhé. Đây. Rồi, cà phê được trồng ở Brazil thì các bạn viết thế này. Coffee is grown. Nhớ là V3 nhá, cột 3 nè. In Brazil. Đó. Câu đó là các bạn phải viết trọn vẹn là như thế này. Bị động nè. Bị động hiện tại đơn nè, được chưa? Rồi, đó là câu thứ nhất. Giờ câu thứ hai. Câu thứ hai nè các bạn. Tôi bắt đầu chơi bóng đá cách đây 5 năm rồi. Tôi bắt đầu chơi bóng đá cách đây 5 năm rồi. Tôi chơi bóng đá trong 5 năm rồi. Từ quá khứ đơn biến thành hiện tại âm thanh. Quá khứ đơn biến thành hiện tại âm thanh. Vậy thì biến nó như nào? Thầy biến cho các bạn đây. I have played. Các bạn thấy hiện tại hoàn thành chưa? Đó. I have played soccer. Bóng đá dân Mỹ dùng là soccer. Dân Anh là dùng là gì các bạn? Football. Đúng không nào? For five years. Đó. For nè. Hiện tại hoàn thành nè. Tôi chơi bóng đá trong 5 năm rồi. Được 5 năm rồi. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba. Trường của tôi không giống như trường của bạn. Trường của tôi thì sao? Rồi, thầy viết lại cho các bạn xem thử, các bạn ok nha. Không giống này thì khác đúng không? Trường tôi thì khác với trường của bạn, đúng không nào? Đây. My school is different. Chữ R nha các bạn nha, đây là chữ R nha. Thầy viết chữ thầy không được đẹp lắm, các bạn thông cảm. From, nhớ phải có from cho thầy. Khác cái gì so với ai? My school is different from your schools. Chỗ này nếu các bạn viết your school thì nó dài dòng. Thay vì vậy các bạn chỉ cần viết chữ này thôi, yours là xong. Nhưng người ta vẫn hiểu, các bạn có thể không dùng hai chữ này. Các bạn chỉ dùng chữ này thôi là được. Yours, my school is different from yours. Là người ta vẫn hiểu. Trường của tôi thì khác so với trường của bạn. Đó, cái lúc này mình lược gọn lại. Câu số 3. Rồi, đó là cách viết thứ nhất. Bây giờ sang dạng viết thứ hai, là dạng sắp xếp lại cho đúng câu, đúng ngữ pháp. Đây là rất khó các bạn nha. Nếu chúng ta không để ý, chúng ta không dịch được, thì các bạn sẽ không viết được. Ví dụ đây, các bạn nhìn tất cả các chữ này nha. Thầy viết ra thì các bạn đoán được ý thầy muốn viết là gì nha. Đây, các bạn thấy câu đầu tiên này nha. Tất cả những chữ này, nhìn kỹ nè. Rồi, bây giờ thầy viết cho các bạn nè. Viết ra thì các bạn đoán được nha. We have already asked people to donate books and clothes to the children.
chữ children này các bạn này. Đó. We have already asked people to donate books and clothes to the children. Chúng tôi đã hỏi nhiều người rồi, đã hỏi nhiều người người hiến tặng những cuốn sách và những quần áo cho những đứa trẻ. Chúng ta đã hỏi rồi, chúng ta đã hỏi rồi đó, hỏi rồi này. Các bạn thấy thầy dùng thì gì đây? Hiện tại không thầy? Và các bạn xem tất cả các chữ này nó có đầy đủ không? Đây, các bạn thấy có thiếu chữ nào không? Chắc chắn là không đúng không nào? Đó, đây. Các bạn nhớ nha, những cái dạng này á, một là chúng ta viết đủ, hai là chúng ta thêm vào. Chứ còn nếu chúng ta thiếu một chữ là chúng ta sai. Vậy thôi, đây là cái dạng thi rất là đặc biệt. Nếu chúng ta chỉ cần thiếu một chữ thôi là câu đó hoàn toàn sai, không đúng gì hết đó. Nhớ nha các bạn nha. Rồi, các bạn nhìn kỹ câu 2 nè. Được chưa? Nhìn kỹ chưa? Rồi, bây giờ thầy viết cho các bạn ra câu 2 nè. I don't like. Đó. Eating junk food. Because it is not good for my health. It isn't good for my health. Health. Đó. Tôi không thích ăn cái đồ ăn vặt. Không có tốt cho sức khỏe đó, bởi vì nó không tốt cho sức khỏe của tôi. I don't like eating junk food because it is not good. It is not good for my health. Các bạn xem có thiếu chữ nào không? Chắc chắn rồi, đúng không? Không thiếu chữ nào đúng không nào? Ok. Rồi. Câu cuối cùng, các bạn nhìn kỹ câu cuối cùng này, đi câu cá này. Được chưa? Nhưng không có bắt được con nào ngày hôm qua này. Vậy thôi. Vậy thì từ đó chúng ta biến thành một câu của chúng ta. We went fishing. We went fishing, but we didn't catch. But we didn't catch any fish. Any, nhớ any là dùng trong câu phủ định đó. Fish. Yesterday. Đó. Ngày hôm qua chúng tôi đi câu cá, nhưng chúng tôi không bắt được bất kỳ con cá nào hết. Rồi, các bạn nhìn câu mẫu của nó, có thiếu chữ nào chưa? Chắc chắn là không đúng không nào? Ok chưa? Rồi, như vậy là tất cả các phần, từ phần ngữ pháp đến từ vựng, đến đọc hiểu, đến luyện viết của cái đề thi ngày hôm nay, thầy cũng đã làm cho các bạn. Và hy vọng các bạn thấy các video này có ích cho các bạn. Và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều cái video hay tiếp theo của Mr. Long Linh. Thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và hẹn các bạn video tiếp theo. Thầy cũng đã lên cái lịch livestream cho các bạn rồi. Thầy ngày 8 tháng 11 tới, thầy sẽ livestream cho các bạn ha. Rồi, thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đón xem nhé. 8 giờ tối ngày Chủ nhật của ngày 8 tháng 11 đó.